từ đó đến giờ chồng tao chưa bao giờ ghen. Cái gì? Không ghen? Em dắt anh Dương lên phòng mình đi, cho có không gian riêng tư, hai người dễ nói chuyện tâm sự với nhau. Vậy tôi bớt. Nhớ điều hai bên, thoải mái đi thầy. Anh không bao giờ biết sợ mất vợ, anh không bao giờ biết ghen thôi. Anh yêu em như vậy hả? Nhưng mà em nghe anh nói đã. Chấm dứt đi. Chuẩn bữa nay mua được nhiều đồ, thích quá. Chuẩn quá trời đồ sale luôn, thích ghê. Đúng rồi các bạn. Vô nhà đi, nè, vô ghế ngồi đi, tự nhiên. Em mới đi đâu về vậy? Thôi, hai người ngồi đi, không sao đâu. Ngồi đi. Ngồi đi. Anh hỏi là em mới đi đâu về? Em mới đi shopping với bạn về thôi. Đi shopping xài bao nhiêu tiền rồi? Dạ, 20 triệu. Cái gì? Đi shopping mà 20 triệu? Hồng ơi là Hồng, em nghĩ cái gì vậy Hồng? Anh cho em 100 triệu mà em xài có 20 triệu à. Rồi 80 triệu kia em để làm gì? Em tiếc làm gì? Em cũng biết á, là anh đi làm cực khổ để cho em xài tiền. Em chỉ cần xài tiền thôi, em hiểu không? Khi mà em xài hết tiền của anh á, anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm. Em xin lỗi. Tại vì em nghĩ là em chỉ mua những thứ em thích với lại những thứ nào cần thiết thôi. Đừng. Em dẹp ngay tức khắc cái suy nghĩ đó liền. Làm ơn, tiền ngày nào xài ngày đó, lỡ ngày mai anh cho em thêm 100 nữa, 180 triệu sao em xài hết. Anh không muốn em nhức đầu suy nghĩ xài tiền sao, nên là ngày nào xài ngày đó nha em. Đừng có bỏ ống, anh dư lắm rồi, đừng bỏ ống nha. Biết rồi. Mà sao hồi nãy anh lớn tiếng với em quá vợ? Thôi, anh thương, anh xin lỗi vợ nha. Thôi mà đừng có giận anh nha. Mai mốt anh không có dám nói gì nữa, thôi em ngồi xuống đi, đừng giận anh nha. Nha. Rồi, đồ của em đúng không? Anh đem vô nha. Em uống gì? Thôi em không uống đâu, mà thèm ăn trái cây quá. Ok, em uống gì? À dạ, em sao cũng được. Em cũng vậy. Ok rồi, thôi em ngồi chơi với bạn đi. Có gì búng tay cái em chạy ra ngay. Có anh, vợ kêu anh hả? Ủa, em đâu kêu gì đâu. Anh vừa mới nghe gì đó. À, em búng. Em thử coi có nhảy không mà. Bạn vui quá ha, mấy bạn vui tính gì là chơi vui lắm. Thôi mọi người chơi vui nha. Anh vô. Có gì cứ nhớ. Biết rồi. Ủa, làm gì tụi mày nhìn tao dữ vậy? Trời ơi, mày coi chồng người ta kìa mày. Tụi tao ganh tị với mày lắm nha Hồng. Ở đâu ra có ông chồng vừa đẹp trai, nhà giàu mà còn ngoan hiền, yêu chiều vợ. Trời ơi, vân vân và vân vân luôn á. Ai như ông chồng tao. Buồn quá à. Thôi, mày đừng có buồn. Thì người ta có câu là nồi nào úp dung nấy thôi. Ê, mày đang ăn ủi tao hay đang chửi tao vậy con quỷ? Tao giỡn thôi à. Giỡn không có vui nha. Trái cây tới rồi, tới cho chị em xinh đẹp đây nè. Đây. Đây, mọi người thoải mái nha. Ăn đi. Cảm ơn anh nha. Mấy em ăn xong rồi á, thì kiếm chỗ nào dắt vợ anh đi chơi. Xả chết, bao nhiêu tiền thì cứ lấy thẻ của anh. Ok anh. Thôi, mọi người nói chuyện thoải mái nha. Bây giờ anh đi ra ngoài sân, anh phải đồ. Xong rồi anh nấu mấy món vợ thích để tối giờ vợ ăn. Có gì á, búng tay một cái anh tới liền. Ok không? Ok. Yêu vợ. Yêu chồng. Trời ơi, ước gì đó là chồng tao ha. Tép tép lại chồng người ta. Nói tới cái chỗ vui chơi á, cậu biết cái chỗ này massage sướng lắm. Mấy anh massage hả? To con lực sĩ không à. Mấy con chuột của mấy ảnh hả? Con nào mấy bự con tròn gì á. Bóp tới đâu là phê tới đó. Ê, mày thử không? Thôi mày chưa có chồng, mày đi mấy chỗ đó được. Còn Hồng nó có chồng rồi, chồng nó ghen chết. Trời ơi, từ đó đến giờ chồng tao chưa bao giờ ghen. Cái gì? Không ghen. Không ghen. Trong khi đó mày xinh đẹp như vậy nè. Không ghen là không yêu đó má. Là không quan tâm tới vợ đó. Là coi chừng có vấn đề đó.
Tao nghĩ mày nên kiểm tra lại chồng mày đi. Có khi nào vậy không? Không phải đâu, chắc ngoại tình á. Ngoại tình? Còn mày đẹp vậy mà nó ngoại tình. Thì thằng nào không vậy? Chứ làm gì có người đàn ông nào hả mà chiều vợ dữ vậy? Có người tặng quà cho mình. Ai tặng quà cho em đó? Mở ra xem thử cái gì trong đó vậy? Ai tặng em mấy này đây? Anh Khoa là trưởng phòng trong công ty em á. Ủa mà sao anh tặng cho em mấy cái này ta? Anh có ý gì đây ta? Thôi. Để anh đọc thử. Gửi cô thư ký bé bỏng của anh, tặng em món quà này vì anh muốn nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của em trong bộ đồ đó. Anh muốn chạm vào làn da trắng nõn của em. Da trắng nõn ha. Nghe những tiếng thở hổn hển của em vào tai anh. Oh, wow. Ngày mai nhớ mặc bộ đồ này trong buổi tiệc hồ bơi của công ty và cùng anh bơi trong chiếc hồ của anh nhé. Anh cấm em không được qua lại với thằng trưởng phòng khoa gì gì đó nha chưa? Sao vậy anh? Sao vậy mà sao? Em nhìn nè, em không thấy nó mua mấy cái đồ dởm, đồ sida mua chợ Bà Chiểu. Trời ơi, mấy cái này mặc vô là dị ứng em. Còn chưa biết là không biết nó có lấy của ngoại hay của mẹ gì nó tặng em không đó. Thôi rồi, để anh đi. Đi đâu? Thì đi mua cái đồ xịn hơn, sang hơn, sexy hơn đi cho nó ngắm. À không, cho cả công ty ngắm mới đúng. Vợ của anh đẹp, phải cho người ta ngắm, hiểu không? Đợi anh. Ê, anh ơi. Hiểu không? Cho cả công ty ngắm. Sao không biết ghen vậy trời? Nè, bây giờ mình vô tư thế nha. Ừ. Rồi, em hạ người xuống đi. Rồi. Trời ơi, dạo này eo em thon quá ha. Trông ngon hơn hẳn. Thì cũng nhờ thầy nắng bóp em mỗi ngày cho nên em mới được đầy đặn như vậy đó. Nè, vậy mình lên tư thế nha. Ừ. Ủa? Sao hôm nay em không ra ngoài Tâm? Dạ, tại vì dịch á nên phòng tập cũng hạn chế đông người nên em thuê thầy về nhà tập riêng. Chào cậu, tôi là thầy của cô ấy. Chào thầy, tôi là chồng của cô ấy. Hân hạnh được biết cậu. Thôi, tụi mình tiếp tục nha. Em xuống động tác lăn đi. Ừ. Bây giờ mình nâng eo lên nha. Đối với động tác này nè, là em phải nâng cao mông lên thì mới đẹp được nha. Không biết là tôi chạm vô chỗ này có phiền anh không hả? Phiền. Ủa? Là phiền là tôi ngồi đây phiền hả? Vậy thôi tôi đi chỗ khác cho hai thầy trò dễ tập hơn. Không. Vậy tôi tiếp tục nha. Vậy tôi nắng chỗ này thì sao hả? Thoải mái đi thầy. Vậy thì tôi bớt. Nhớ điều hai bên. Thôi mệt quá, không tập nữa. Trời ơi em, sao mà được, sao mà bỏ ngang được. Mình thuê thầy tập á, thì mình phải tập cho đáng đồng tiền bát gạo. Chứ sao em bỏ ngang như được, không có sức khỏe nha. Thầy, đè vợ em ra bóp đi thầy. Bóp thoải mái. Má, mệt rồi, bữa nay không có sức tập nữa. Thôi em. Thầy thông cảm nha. Phụ nữ mà nắng mưa thất thường đó. Mấy ngày sau á thầy cứ qua đây tập cho vợ em thoải mái, nắng bóp thoải mái, cứ làm những gì mà thầy làm thầy thích. Chủ yếu là vợ em đẹp, khỏe, ok là được nha. Vậy thôi tôi về trước nha. Ê, cái đường này hình như là bắt xe không có được đâu. Để em lấy xe em đưa thầy về nha.
Lâu quá không gặp anh. Ừ, nhớ em quá trời. Ủa? Ai vậy? Sao tự nhiên hôn vợ tôi? Chồng ngồi đi, em giới thiệu nha. Đây là anh Vương, bạn trai cũ của em. Ảnh mới ở bên Mỹ về. À, anh biết rồi, biết rồi. Cái hôn hồi nãy là kiểu chào của người nước ngoài đúng không? À, để tiếp khách. Hello, xin chào anh. Nay tôi biết du. My name Huy. My là chồng của Si. Si là ex girlfriend của Du. Ok. Tôi là người yêu cũ của cô ấy. Không biết nói tiếng Việt hả? Nhưng cũng có thể là người mới đó. Với cả một cô gái xinh đẹp như này thì anh nên cẩn thận. Vì ra ngoài đường có rất nhiều thằng đàn ông muốn có được cô ấy đó. Trời ơi, anh đúng là người tốt nha. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Tôi luôn bảo vệ cô ấy. Lâu ngày không có gặp lại anh, có nhiều chuyện muốn nói với anh quá à. Anh vẫn còn dùng cái mũi nước hoa mà hồi đó em mua cho anh nữa hả? Đúng vậy. Anh còn nhớ ngày xưa mỗi lần anh xịt cái mũi nước hoa này để em bứt rứt, tạo rực lắm đúng không? Thế bây giờ em còn như vậy không? Bây giờ vẫn vậy. Công nhận là thơm thiệt. Trời ơi, tôi nghe cái mùi này á mà tôi còn rạo được trong người nữa. Hôm nào anh mua giùm tôi một chai nha. Tôi cảm ơn anh nhiều. Chồng, anh đừng có xen ngang giữa câu chuyện của em với bạn em được không? Tại vì em với bạn lâu này mới gặp lại, như vậy là bất lịch sự đó. Ờ đúng ha, anh có lỗi quá, thôi anh xin lỗi nha. Em còn nhớ hôm kỷ niệm 3 năm chúng mình yêu nhau không? Tất nhiên là nhớ rồi. Làm sao mà em quên được cái ngày nhiều kỷ niệm đó. Tối hôm đó anh đã dẫn em đi ăn nhà hàng mà em thích. Rồi sau đó mình đã đi xem phim 50 sắc thái. Rồi tối đó em đã nằm trọn trong vòng tay và cơ bắp của anh. Mà anh vẫn nhớ như in chính cái mùi tóc này và cái đôi môi căng mọng của em khiến con tim anh xao xuyến mãi không thể quên. Rồi sao nữa? Đang tới cũng hấp dẫn mà. Tiếp theo là gì vậy? Tiếp theo làm gì? Chồng à, nếu như mà anh không có việc gì để làm á thì anh vô bếp lấy giùm em với anh Vương một tí rượu vang mời khách được không? Ờ ha, nãy giờ anh Vương tới mà anh quên. Để anh lấy chút rượu cho lãng mạn nha. Anh đợi tôi xíu nha. Em, anh, anh định làm gì vậy chồng? Anh anh Dương, đúng rồi, trời ơi, nãy giờ tôi quên tên anh nữa. Hai người ăn cái gì để tôi vô tôi làm nè. Dạ, hay là hôm nay mình mời anh Dương ở lại ăn cơm với gia đình mình. Anh Dương, anh ăn món gì? Tôi ăn gì cũng được. Vậy thôi hả? Anh hỏi xong chưa? Nếu mà họ hỏi xong rồi thì cho người khác không gian riêng tư đi. Ha. Tự nhiên có anh đây hai người cũng ngại đúng không? Tại vì hai người là người yêu cũ với nhau mà chắc có nhiều điều tâm sự lắm đúng không? Cũng tại anh chen vào nên cuộc tình hai người mới đổ vỡ. Tự nhiên nhắc lại anh thấy áy náy quá. Hay là vợ, em dắt anh Dương lên phòng mình đi, cho có không gian riêng tư, hai người dễ nói chuyện tâm sự với nhau. Chưa nói gì á thì nói cho hết đi, chưa làm gì á thì tranh thủ làm đi. Anh thông cảm mà. Đó, xong rồi á, mệt á, xuống đây anh tẩm bổ cho hai người. Bây giờ anh đi nấu ăn, ok không? Ok. Anh muốn làm cái gì nóng nấu cho anh làm đi. Đi lên phòng đi anh. Cứ tự nhiên như ở nhà nha.
Ủa, hai người xong rồi đó hả? Giờ ăn luôn nè. Mới nấu cơm xong luôn á hả anh? Đúng rồi, vừa xong vừa kịp lúc. Ăn cơm đi cả nhà. Mà anh nhớ ấy, cái món này là ngày xưa em thích nhất đúng không? Ừ, anh cũng vậy, anh ăn đi. Hồi nãy á là anh mất sức nhiều lắm đó. Mà em dạo này vẫn nồng nhiệt và cháy bỏng lắm đấy nha. Thì anh cũng vậy mà. Thấy vợ tôi đỉnh chưa? Hai anh ăn tiếp đi nha. Em lên lầu lấy đồ tiếp. Ngon. Anh ăn tẩm bổ rồi. Chắc là mất sức lắm đúng không? Trời ơi, sao chịu nổi vợ tôi. Ngồi đi. Ủa, anh Dương đâu rồi? Anh nói là có việc nên về trước rồi. Anh thấy anh gấp lắm, chắc là việc quan trọng á. Ủa sao về mà không có nói với em tiếng nào hết vậy ta? Kỳ quá vậy. Thôi em ăn cơm đi. Lỡ về rồi không khác anh ghé chơi với gia đình mình. Ăn đi em. Chồng à. Bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng mình thôi. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Em muốn ly dị. Sao vậy? Tự nhiên em đòi ly dị? Tại vì anh không có yêu em. Em đang nói gì vậy? Anh lúc nào cũng yêu em mà. Anh không hề yêu em. Anh không bao giờ ghen khi em ở bên cạnh những người đàn ông khác hết trơn á. Em làm đủ thứ trò hết trò này trò kia chỉ để nhìn thấy anh ghen thôi. Nhưng mà lúc nào anh cũng làm em thất vọng. Em bình tĩnh lại đi. Anh rất là yêu em, chỉ một mình em thôi. Anh không hề yêu em. Mấy con bạn của em lúc nào cũng được chồng nó ghen hết. Thậm chí chỉ cần nó đá mắt cười nhẹ với một thằng shipper thôi cũng bị chồng nó đánh nữa. Còn anh không bao giờ biết sợ mất vợ. Anh không bao giờ biết ghen hết. Anh yêu em như vậy hả? Anh xin lỗi, nhưng mà em nghe anh nói đã. Không có gì để nghe, không có gì để nói nữa hết. Em nhìn thấy đủ lắm rồi. Mình chấm dứt đi. Không à, em nghe nói thật ra là... Ủa có tiếng gì vậy ta? Không có gì đâu em. Chắc là mấy con chuột với mấy con mèo nó phá thôi. Em suy nghĩ lại đi Hồng. Mình... Em suy nghĩ kỹ rồi. Em dọn đồ về nhà mẹ ở. Em... Mình là vợ chồng, có gì từ từ nói. Tiếng động gì lớn quá vậy ta? Hồng. 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 Ủa, chuyện này là sao đây? Hồng ơi, Hồng, em nói với anh ấy là anh với em chỉ là đập kịch tôi đi, nhưng bảo anh ấy tha cho anh. Hồng ơi, em nói với anh đi. Nói với anh là anh với em không có gì hết. Anh và em trong anh có gì để em được. Còn tôi nè, tôi có biết gì đâu. Ông này nè, tôi vẫn đang đi giữa được. Ông bay vô, ông đánh tôi túi bụi rồi. Ông nói gì tôi tặng đồ lốt lên gì cho em Hồng. Hồng ơi, em nói gì cho anh đi. Biết gì đâu. Chồng, anh đánh người ta ra nông nổi này hả? Em không tận mắt thấy, em không tin được anh là con người như vậy. Thật mà. Đến đây Hồng. Mặt. Tính rồi. Thì ra là anh ghen dữ vậy hả? Thì tôi về được chưa vậy? Vậy mà từ đó đến giờ em tưởng là anh không có biết ghen. Nhìn anh đánh mấy người này nhiều như vậy mà em hạnh phúc quá. Cho mình về. Kể từ bây giờ tôi không cần biết là thật hay giả, chỉ cần đụng vô người vợ của tôi thôi.
chồng em ghen dữ gì trời, ghen số 1 luôn. Có lướt web nhớ tay có chén cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon vui là chính và những điều hay ho make anh make em chưa người yêu đang sau lo thì đừng ngại nhục chi đến đây xem cha nuôi mì dù làm mình cười vui nhớ đi đi chi được sống.